Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Anime với chuyên mục Q&A đầu tiên diễn ra vào tối thứ năm hàng tuần. Và cũng giống như trên Way to Way Cartoon thì chúng ta sẽ chọn ra 10 câu hỏi bất kỳ và sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi đó của các cậu. Và để có thể theo dõi Q&A hàng tuần của Way to Way Anime thì các cậu hãy đăng ký và ấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Ngoài ra, các cậu hãy liên tục theo dõi tab cộng đồng của Way to Way Anime để có thể đặt được câu hỏi thường xuyên nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay với số Q&A đầu tiên nào. Let's go! Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Toàn Minor TM. Tộc Otsutsuki xuất hiện từ đâu? Để mà nói về nguồn gốc của Otsutsuki thì gần như là không thể xác định được thời gian mà họ sinh ra và tồn tại. Nhưng đã từ rất là lâu rồi, tộc Otsutsuki đã đi khắp các chiều không gian để tìm kiếm những thế giới có thể trồng được cây chakra, thứ có thể tạo ra trái chakra giúp cho họ có sức mạnh sánh ngang với Chúa. Ta có thể lấy ví dụ điển hình như Kaguya, Momoshiki hay Kinshiki. Cây chakra sẽ hút hết sự sống trên trái đất và nó sẽ duy trì đến khi nào sự sống trên trái đất không còn nữa. Và các thành viên Otsutsuki lúc này sẽ đi tìm một hành tinh khác để trồng cây chakra. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Jason THG. Cho em hỏi, trong Naruto, sức mạnh của Ketsugan và Tenseigan là như thế nào vậy? Ketsugan là cặp mắt thuộc gia tộc Murakami. Khả năng của Ketsugan tuy không được nhắc tới nhiều, nhưng ít ra chúng ta cũng nắm được một vài năng lực của nó. Năng lực đầu tiên thì không khác gì Sharingan hay Byakugan. Đó là có thể nhìn thấy dòng chảy chakra trong cơ thể đối phương. Một khả năng khác của Ketsugan đó chính là cường hóa ảo thuật. Tức là khi đối thủ dính ảo thuật, Ketsugan có thể làm tăng mức độ phức tạp của ảo thuật đó. Tuy vậy, cặp mắt này không thể tự tạo ra ảo thuật của chính nó mà phụ thuộc vào nguồn ảo thuật khác. Thay vào đó là đôi mắt này sẽ tạo ra một luồng sáng màu đỏ trông rất huyền bí. Đó là những gì mà tớ nắm được về Ketsugan. Còn nếu thiếu thông tin gì về đôi mắt này thì các cậu có thể bổ sung phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn Tenseigan là một dạng cao cấp của Byakugan, được sử dụng bởi thành viên của Otsutsuki có tên là Hamura. Khả năng dễ thấy nhất khi Hamura sử dụng Tenseigan để đánh nhau với Naruto trên mặt trăng là tạo ra lực đẩy hoặc lực hút, khá tương đồng với năng lực của thiên đạo trong Pain. Có thể nói Tenseigan cũng gần như tương đương với Rinnegan. Người sở hữu Tenseigan cũng có thể kích hoạt được hắc cầu bao quanh người và cường hóa năng lực có sẵn. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi của bạn Thảo Đỗ. Tại sao băng hải tặc cũ của Brook lại ra khơi trước vua hải tặc? Em tưởng Roger là người đầu tiên ra khơi, vậy còn ai ra khơi trước băng hải tặc của Brook hay không? Mong Át trả lời. Về câu hỏi của cậu thì tớ xin được trả lời như sau. Băng của Roger là hải tặc đầu tiên tìm thấy kho báu, chứ không phải là hải tặc đầu tiên ra khơi, nên băng của Roomba ra khơi trước băng của Roger là việc hoàn toàn bình thường rồi. Còn câu hỏi về việc có băng nào ra khơi trước băng của Brook hay không thì câu trả lời tất nhiên là có. Băng hải tặc được nhắc đến và được cho là khá đầu đời chính là băng của Dory và Brocky, có tên là Giant Warrior. Chỉ tiếc là băng này không quá nổi bật và làm rung chuyển cả thế giới như băng của Roger thôi. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi của bạn Hoàng Lê Văn. Những nơi băng mũ rơm luyện tập time skip ở đâu vậy ạ? Để trả lời câu hỏi của cậu, tôi sẽ liệt kê ra nơi băng mũ rơm luyện tập theo thứ tự từng thành viên. Đầu tiên là Luffy. Sau trận thánh chiến, Luffy đã trở lại đảo Amazon Lily và được Rayleigh huấn luyện. Tiếp theo là Zoro. Anh xin Mihawk huấn luyện cho mình và ở tại đảo Kuraigana. Sanji thì có phần khá là đen đủi, tính cách thì rõ là mê gái nhưng lại rơi trúng đảo của Kamapaka và được nữ hoàng phi giới tính Ivankov huấn luyện. Nami thì được rơi khá là đúng chỗ là ở đảo thời tiết, nơi có các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thời tiết. Usopp được đến quần đảo Boin, cậu được huấn luyện bởi chiến binh Heracles. Franky thì đến đảo Karakuri. Tại đây, cậu cũng đã tìm hiểu về Dr. Vegapunk và được lĩnh hội thêm kiến thức từ những bản thiết kế mà thiên tài này để lại. Về phần Robin trong Time Skip xuất hiện trên anime, chúng ta chỉ biết rằng cô đã dành thời gian cùng lực lượng cách mạng, nhưng trước khi Robin gặp quân cách mạng thì cô đã được đưa đến vương quốc Tequila Wolf. Chopper đã học hỏi được thêm y dược tại vương quốc Torino. Brook thì bị lạc ở đảo của người tộc tay dài và thậm chí còn bị bắt làm nô lệ, cho đến khi ông cảm phục được người dân ở đó bằng âm nhạc của mình và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Câu hỏi thứ 5 là câu hỏi của bạn Đạt Đình. Trong One Piece thì Art thích cô gái nào nhất? Tớ xin thú nhận là tớ rất thích Loli và cũng cực kỳ thích BB. Thế nhưng nhân vật nữ mà tớ thích nhất trong One Piece lại là Bonnie. Phải nói một điều rằng, trái ác quỷ của cô nàng này hoạt động vô cùng linh hoạt, biến kiểu gì cũng ra gu của tớ. Nghe thì có vẻ hơi biến thái, nhưng Bonnie chính là sự kết hợp hoàn hảo của BB và Loli. Câu hỏi thứ 6 là câu hỏi của bạn Aya Sandler. Trong One Piece, Garp với Tứ Hoàng, ai mạnh hơn vậy? Để trả lời câu hỏi này thì tớ xin được nói sơ qua về sức mạnh của Garp và bốn nhân vật thuộc Tứ Hoàng của những tập phim gần đây nhất, bao gồm Big Mom, Kaido, Shanks và Dâu Đen. Nói về năng lực của Garp thì chúng ta nhớ đến ngay khả năng sử dụng Haki cực kỳ đỉnh cao của ông.
Haki vũ trang của Garp được cho là mạnh nhất One Piece. Lấy ví dụ như trong arc Dressrosa, trong khi Luffy phải khá là chật vật để đánh bại Don Chiyao với Gear 3, thì trong quá khứ, Garp đã đánh bại ông chỉ bằng một phát đấm. Garp cũng có khả năng sử dụng Haki quan sát thuần thục nhưng chưa được thể hiện quá nhiều. Tuy nhiên, Garp lại chính là người huấn luyện Haki quan sát cho Kobe. Vậy nên có thể coi Garp sử dụng Haki quan sát rất tốt. Ông cũng mệnh danh là anh hùng hải quân khi đánh bại băng hải tặc huyền thoại Rocks. Trong băng Rocks thời đó còn có cả Big Mom và Kaido. Để nói về sức mạnh của Tứ Hoàng thì chúng ta không còn phải bàn cãi nữa rồi. Ba trong số bốn người họ sở hữu trái ác quỷ hiếm. Trong đó có Dâu Đen có thể hấp thụ hai trái ác quỷ, Shanks thì có đủ và thuần thục cả ba loại Haki. Các cậu cũng có thể thấy sức mạnh của Kaido và Big Mom khủng khiếp đến cỡ nào trong các arc gần đây. Theo tớ, nếu để Garp solo với từng Tứ Hoàng thì Garp có thể cân được, nhưng nếu để Tứ Hoàng hợp sức thì Garp có lẽ sẽ khá là chật vật. Nhưng dù thế nào thì Garp mạnh hơn Tứ Hoàng hay không còn để xem Thánh Oda búp sức mạnh đến cỡ nào nhé. Câu hỏi thứ 7 là câu hỏi của bạn Hanako Chikana. Có 3 câu hỏi, vậy nên tớ sẽ trả lời từng câu hỏi một. Quê hương của Happy, cái thế giới song song đó có lượng ma thuật rất yếu, sao các hòn đảo đó có thể lơ lửng trên trời vậy? Mà muốn một hòn đảo bay lên trời thì phải mất một lượng ma thuật cực kỳ lớn. Trong khi đó, thế giới của Natsu dồi dào nguồn ma thuật lại không như vậy. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nói sơ qua Edolus là một thế giới như thế nào nhé. Thế giới của Happy, tức là Edolus, là nơi ma thuật tồn tại như một dạng năng lượng tương tự như xăng dầu của trái đất. Ở đây, ma thuật được xem là một tài nguyên và không có bất kỳ con người hay sinh vật nào tồn tại ma thuật ở bên trong cơ thể như những người ở trái đất mà ta từng thấy. Chỉ có duy nhất Exit là những nhân vật mang trong mình ma thuật tự nhiên bên trong. Các hòn đảo bay cũng tương tự như vậy. Chúng bay được là vì bên trong những hòn đảo đó tồn tại những ma lực tự nhiên, giúp chúng có thể duy trì trạng thái ổn định của mình. Trong tập 94, khi các vật sở hữu ma thuật đều bị hút khỏi Edolas, ma lực trong hòn đảo cũng bị hút theo và sụp đổ. Câu hỏi thứ 2. Theo như sơ đồ thì tồn tại 3 hòn đảo lớn chứ không thấy mặt đất, mà nó có mặt đất không vậy? Edolas có mặt đất, nhưng con người không thể sống dưới đó vì nó có quá nhiều quái vật và các mối nguy hiểm. Để có thể tránh được mối nguy hiểm khắc nghiệt đó thì họ đã phải chọn sống trên những hòn đảo bay. Và câu hỏi thứ 3. Jail của thế giới song song lại mạnh tới vậy, vốn dĩ người ở thế giới đó tồn tại rất ít ma lực trong người. Jail của Edolus, tức là Mr. Gan, có sức mạnh vượt trội như vậy là bởi vì từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, anh đã sống ở trên trái đất, nơi có nguồn ma lực dồi dào đã tạo điều kiện cho ma thuật của anh được phát triển. Câu hỏi thứ 8 là câu hỏi của bạn Phương Lê. Trong trận solo giữa Nagisa và Kama, nếu trong phút cuối, Kama không tự nguyện bỏ cuộc thi thì ai sẽ thắng nhỉ? Theo tớ nghĩ thì Kama sẽ là người thắng, bởi vì nếu so sức mạnh, thể lực và khả năng đánh tay đôi thì Kama đều hơn hẳn Nagisa. Nagisa của chúng ta vốn có tài năng về ám sát, mà một sát thủ thường thì khả năng đánh tay đôi của họ rất yếu. Kama thì ngay từ lúc còn chưa vào lớp E đã rất nổi tiếng là một người ưa bạo lực, cho nên nếu cuộc chiến tiếp tục thì Kama sẽ là người giành chiến thắng. Câu hỏi thứ 9 là câu hỏi của bạn Khoa Anh. Chính phủ có thể tạo ra Koro Sensei, nhưng tại sao không thể tạo ra một thực thể mạnh ngang tầm hoặc hơn để trừ khử thầy ấy ạ? Và sau đây tớ xin trả lời luôn. Nếu các cậu xem kỹ Season 2 thì sẽ biết, Koro Sensei là một trái bom hẹn giờ. Các thí nghiệm của chính phủ lên người thầy ấy đã làm thay đổi cấu trúc phân tử bên trong người thầy, dẫn đến việc thầy ấy sẽ phát nổ đúng ngày lớp E tốt nghiệp. Hơn nữa, nếu tạo ra thêm một sinh vật như vậy, rất có khả năng người đó sẽ mất kiểm soát. Và lúc đó, chính phủ sẽ phải đối đầu với hai mối nguy, đó là lý do vì sao họ không tạo ra thêm một sinh vật nào để chống lại Koro Sensei nữa. Ý thứ hai trong câu hỏi của bạn Khoa Anh. Ad nghĩ Boruto sẽ mạnh hơn Naruto hay không? Hy vọng Way to Way Anime và cộng đồng Weeaboo Việt Nam ngày càng lớn mạnh ạ. Hy vọng sẽ được lên TV. Để mà so sánh điểm xuất phát của hai cha con Naruto và Boruto thì tớ chắc chắn rằng Boruto sẽ mạnh hơn Naruto trong tương lai. Bởi nếu so sánh cả hai dựa vào lứa tuổi của Boruto hiện tại thì đảm bảo Boruto vẫn có nhiều điểm vượt trội hơn Naruto rất nhiều bởi tư duy cũng như con mắt Jōkan kết hợp từ Byakugan thuần khiết của Hinata và chính ý chí của Naruto. Do vậy càng về sau, sức mạnh của Boruto ngày càng được bùng phát bởi Jōkan ngày càng mạnh hơn. Và biết đâu sau này, cửu vĩ Kuruma được truyền từ đời bố sang đời con thì sao? Và câu hỏi thứ 10 là câu hỏi của bạn Candy TV. Giả thuyết rằng lớp 3E giết được thầy Koro Sensei trước tháng 3 thì chuyện gì sẽ xảy ra với lớp 3E ạ? Lớp E sẽ vẫn tiếp tục học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Với tình hình lớp E thời đó, khả năng học hành của các học sinh lớp E đều đã rất tiến bộ nên họ sẽ dễ dàng tiếp thu. Trường Kunugigaoda sẽ bố trí một giáo viên khác thay thế cho Koro Sensei đến dạy lớp E. Suy cho cùng thì kết quả vẫn như vậy, chỉ có điều là họ sẽ không có nhiều ký ức, nhiều kỷ niệm tuyệt vời đã trải qua cùng Koro Sensei mà thôi. Vậy đó là 10 câu hỏi trong số Q&A đầu tiên trên Way to Way Anime.
Các cậu hãy tiếp tục đặt câu hỏi trên tab cộng đồng của Way to Wear vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to Wear out.